pha bóng dẫn tới quả phạt đền quyết định cho Anh trong hiệp phụ trước Đan Mạch gây tranh cãi lớn với nhân vật chính là Raheem Sterling. Phút 103, Sterling trong pha đi bóng tới sát biên đã ngã trong vùng cấm với tư thế kẹp giữa hai hậu vệ của Đan Mạch. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền trong sự phản ứng dữ dội của các cầu thủ áo đỏ. Những pha quay chậm cho thấy chân của Mehe không hề chạm vào giày của Sterling. Va chạm ở vùng đùi của Jensen với Sterling không quá mạnh để khiến Sterling ngã theo tư thế hướng về phía trước. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Chúng ta biết rằng bóng đá là niềm vui bất tận, nhưng bóng đá nhiều khi cũng tàn bạo đến tột cùng. Ghi một bàn thắng trong trận đấu quyết định, bạn chính là người hùng. Thế nhưng vì một bàn thua, một sai lầm nào đó, bạn có thể biến thành tội đồ, bị cổ động viên đội nhà thóa mạ. Và thậm chí có những sai lầm ở những trận đấu khiến các cầu thủ phải day dứt nhiều năm. Bên cạnh đó còn có những màn ăn vạ mà người ta không khỏi thán phục để đề cử một giải Oscar. Mời các bạn cùng thư giãn với những tình huống sau đây. Hơn nửa thập niên trôi qua, nhưng ký ức buồn về cú trượt chân định mệnh của Steven Gerrard ở mùa 2013-2014 vẫn là một nỗi ám ảnh, niềm trăn trở với nhiều cổ động viên Liverpool. Phút cuối hiệp 1 trong trận đấu với Chelsea, khi Mamadou Sakho chuyền bóng cho Gerrard ở khu vực giữa sân, anh đã đỡ bóng hụt và Dembaba của đối thủ lập tức đã như một mãnh thú rình mồi bước lên với tốc độ xé gió. Liverpool thất bại 0-2 trên sân nhà và cú trượt chân định mệnh đó cũng khiến Liverpool đánh mất cơ hội giành chức vô địch đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League. Trung vệ Raphael Varane đã có ngày thi đấu tồi tệ khi mắc hai sai lầm tai hại tạo điều kiện cho Man City ghi hai bàn thắng và khiến Real Madrid cay đắng dừng bước tại vòng 1/8 Champions League. Đó là thời điểm ở phút thứ 9, Varane có bóng bên phần sân nhà nhưng không phá lên mà lại quyết định giữ trong chân, tạo điều kiện cho cầu thủ Man City áp sát đoạt bóng rồi dễ dàng mở tỷ số trận đấu. Sau khi Real gỡ hòa thì Varane lại một lần nữa khiến mọi công sức của đồng đội đổ sông đổ bể. Từ đường chuyền bóng dài không có gì đặc biệt của cầu thủ Man City, Varane đánh đầu trả bóng về thiếu dứt khoát cho thủ thành Courtois, khiến Jesus chớp thời cơ cực nhanh băng súng dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City. Ở thời điểm tỷ số trong loạt sút penalty đang là 2-1 nghiêng về phía Bayern, trung vệ người Tây Ban Nha Sergio Ramos đã bước lên thực hiện quả đá 11m thứ tư cho kèn kèn trắng. Tuy nhiên, cú sút của anh chẳng khác nào bắn chim khi bóng đi cao hơn khung thành của hùm xám xứ Bavaria và Real phải dừng bước ở bán kết Champions League. Trong một pha tranh bóng với tiền đạo Patrice Rick ở trận đấu tại vòng 1/8 Euro 2020, ở thời điểm ngã xuống đất, hậu vệ De Ligt đã dùng tay đẩy quả bóng ra khỏi Rick, qua đó từ chối cơ hội ghi bàn của đối thủ. Ban đầu De Ligt tạm thoát khi chỉ phải nhận một thẻ vàng, nhưng sau khi trọng tài tham khảo VAR, anh đã bị truất quyền thi đấu. Chênh lệch nhân số đã cũng là một phần khiến tuyển Hà Lan nhận thất bại 0-2 trước Cộng hòa Séc. Trận chung kết Champions League 2018, Real Madrid đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Liverpool. Nhưng khó mà tưởng được là chiến tích của Real lại có sự góp công rất lớn của thủ thành Karius, người gác đền người Đức đã mắc hai sai lầm quá ngớ ngẩn, tạo điều kiện cho Los Blancos có được những bàn thắng từ trên trời rơi xuống. David De Gea đã sút hỏng quả luân lưu 11m quyết định khiến MU thua Villarreal trong trận chung kết Europa League. Nếu sút penalty không phải nhiệm vụ thường xuyên của bất kỳ thủ môn nào và có thể châm trước thì De Gea lại đáng trách với việc thất bại trước mọi cú sút trên chấm 11m từ đối phương. Mà thống kê cho thấy trong 5 năm qua, De Gea không bắt được quả penalty nào.
Lần cuối cùng anh cản phá được quả penalty là vào ngày 23 tháng 4 năm 2016 trong trận gặp Everton. Chelsea và MU đã hòa nhau một đều và buộc phải kéo nhau vào loạt đấu súng ở trận chung kết Champions League mùa 2007-2008. Thời điểm Terry đối diện với thủ thành Edwin van der Sar cũng là giây phút quyết định, vì nếu như anh hoàn thành nhiệm vụ, Chelsea sẽ lần đầu tiên vô địch cúp C1. Thế nhưng giữa cơn mưa tầm tã ở Moscow, thủ quân của The Blues đã trượt chân trụ trước khi sút bóng đập cột đi ra ngoài. Trận chung kết Copa America 2016, Messi đã sút hỏng quả 11m đầu tiên ở loạt sút luân lưu khiến Argentina mất ngôi vô địch vào tay Chile. Chung kết Copa America một mùa trước đó, Gonzalo Higuain cũng là một trong những người sút hỏng tạo điều kiện cho Chile giành chiến thắng 4-1 ở loạt sút luân lưu. Tuyển Ý sẽ không bao giờ đến được trận chung kết năm 1994 với Brazil nếu không có một ngôi sao dẫn đường như Roberto Baggio. Anh là bùa hộ mệnh của Azzurri, nhưng rồi bi kịch đã xảy ra trên chấm luân lưu 11m. Ngay trước ngưỡng thiên đường, anh đã sút hỏng quả penalty trong trận này và nỗi đau ấy vẫn còn đeo đẳng trong tâm trí anh cho đến ngày nay. Phút cuối cùng hiệp phụ trong trận đấu giữa Ghana và Uruguay tại World Cup 2010, Ghana đã bất ngờ được hưởng một quả phạt đền sau khi Suarez dùng tay cản phá bóng trước vạch vôi. Nhưng trên chấm 11m, Gian đã bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để đem về chiến thắng cho đội bóng khi cú sút dội xa ngang bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này. Ghana đã mất quyền vào vòng bán kết sau khi thua Uruguay ở loạt sút luân lưu. Nhắc tới Khan chính là nhắc tới một trong những thủ môn huyền thoại của Đức và cả làng túc cầu. Ông đóng góp rất lớn trong hành trình đưa đội nhà đến chung kết World Cup 2002 khi chỉ để thủng lưới một bàn. Tuy nhiên, ngay thời điểm quan trọng, anh mắc phải sai lầm khi không bắt dính cú sút của Rivaldo, tạo điều kiện cho Ronaldo lao vào đá bồi mở tỷ số đáng trách dẫn đến trận thua 0-2 trước Brazil. Tuyển Đức chết trước ngưỡng cửa thiên đường và nhìn đối thủ bước lên ngôi vô địch. Khi đội tuyển Ý được ca ngợi về màn trình diễn ấn tượng, thì chân sút số 1 của họ, Ciro Immobile, lại nhận về cả rổ gạch đá vì pha ăn vạ thô thiển và thảm họa. Sau một pha va chạm trong vòng cấm của tuyển Mỹ, Immobile ôm chân đau đớn và lăn lộn chờ một quả phạt đền. Nhưng chỉ vài giây sau đó, tuyển Mỹ bị sút tung lưới, anh bỗng dưng hồi phục thần kỳ và bật dậy ăn mừng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tiền vệ Marco Kruzic từng nhận nhiều chỉ trích sau khi có hành vi ăn vạ trong trận đấu với Juventus. Cầu thủ này có bóng ở cánh phải và nhanh chóng ngã ra sau tình huống va chạm với Adrian Rabiot của Juventus. Nhưng máy quay lại bắt được cảnh anh chàng này nở nụ cười dù đang lấy tay che mặt. Tình huống này không kém mấy khi so sánh với màn ăn vạ lừng danh trong quá khứ của Sergio Busquets. Trong trận đấu giữa Liverpool với Everton, tiền đạo Mohamed Salah của The Kop đã ngã lăn ra sân ở ngay sát vòng cấm đối phương dù chỉ bị Lucas Digne chạm nhẹ. Pha bóng này khiến cho chân sút người Ai Cập
phải nhận vô số gạch đá trên mạng xã hội. Còn đây là trận cầu tâm điểm vòng 17 Serie A mùa 2020-2021. Inter và Roma đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn với 4 bàn thắng được ghi chia đều cho mỗi đội. Đặc biệt là Lukaku, anh đã có một pha đánh góp kỹ thuật, nhưng tiếp ngay đó lại là pha ăn vạ khiến người ta không khỏi bật cười. Sau khi bị một cầu thủ West Ham đá nhẹ, Grealish của Aston Villa liền tranh thủ diễn một pha ôm chân đau đớn đến mức quá lúa. Nhưng dĩ nhiên, điều mà anh chàng mong muốn đã không xảy ra với đối thủ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.